Đây là cách pha cappuccino đơn giản cho người mới bắt đầu. Đổ cà phê ra ly, sau đó đặt cái khuôn có hình theo ý thích lên rồi đổ thêm sữa đã được đánh bông vào. Khi đã đổ đầy miệng ly thì tiến tới bước tiếp theo, đó là rắc bột cacao lên. Và cuối cùng là nhấc cái khuôn ra để chiêm ngưỡng tác phẩm. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn lúc thực hành nó khác xa lắm.